Hello, kính chào tất cả mọi người. Video này Hello muốn giới thiệu cái máy bước hay còn gọi là máy cào, là nó dùng để may những cái hàng giày như là may bao nè, may da nè, và may những cái vải nó dày hơn vải jean nữa, ví dụ như may bạc rồi đó. Thì đây là cái máy hiệu hiệu này nè đó, nhưng mà tại vì nó cũ nhìn không có được mắt cho nên là lúa sơn lại. Cái máy này lúa gửi cho một người ở tỉnh Hòa Bình, gửi cho một người ở tỉnh Hòa Bình thì lúa chuẩn bị đóng gói, cho nên là trước khi đóng gói lúa làm cái video để giới thiệu với mọi người. Thì mọi người có thể bây giờ chưa cần, nhưng mà có thể lưu cái số điện thoại Zalo của lúa lại là 0911 726 905, để sau này mọi người có thể cần đến máy may, máy giắt sổ giá rẻ, và cũng có thể hợp tác với Hai Lúa để buôn bán quần áo, và cũng có thể đặt may quần áo online. Cho dù là mọi người ở trong nước hay ở ngoài nước thì Lúa cũng có thể phục vụ được. Thì cái máy bước nó là như thế này, nó chỉ khác với cái máy may bình thường là nó có cái bộ phận chân vịt nè, có cái bộ phận chân vịt nó rất là lạ, thấy không đó. Rồi ở phía trước nó có cái bộ phận trợ lực, thấy không, nhìn cái máy nó rất là hầm hố đó. Ở phía trước nó có cái bộ phận trợ lực, và chính nhờ cái bộ phận trợ lực này thì nó mới may được cái hàng giày như là bao, may bạc, may da rồi đó, những cái vải giày ơi là giày, hoặc là những cái chất liệu như là bao này là bạc là da đó. Thì bây giờ Lúa sẽ may cái bao để cho mọi người xem ha. Chỉ này là chỉ dù, và kim này rất là lớn nha. Kim này là kim số 21 đó, kim số 21. Cái máy này vừa sơn lại và thợ chỉnh sửa đâu đó xong xuôi đó, nó liền lạc mọi thứ. Cái này là sơn lại cho nên là dán cái chữ Yuki chơi chơi cho đẹp thôi ha, chứ còn hiệu đúng của nó là cái hiệu này nè đó, đây mới là cái hiệu của nó nha. Rồi cái chỉ này là cái chỉ dù nè đó, cái chỉ dù để may bạc, may bao, may da rồi đó, thì người ta hay may cái chỉ này. Thì bây giờ Lưới sẽ may cái bao nè, may cái bao cho mọi người xem nha. Đó. Ê, cái này là thợ họ sửa máy rồi họ may thử. Bây giờ Lúa sẽ đầu tiên là sẽ may hai lớp bao. Đó. Đó là may hai lớp bao nha. Bây giờ Lúa thử may 4 lớp nè. May 8 lớp luôn. May 8 lớp bao nha. May 8 lớp bao. Thank you.
lại thoải mái luôn. Đó, 8 lớp bao á mọi người. Thấy không? Đây, chỉ đây. Đó. Thì nói chung là cái máy bước với cái máy cào này á, là nó không sợ những cái đồ dày nào. Đó, nó may tất tần tật. Khuyết điểm của nó là nó may đường cong đồ này nọ thì nó hơi bị hạn chế. Nếu mà mình may da, may bao đồ mà may đường cong á, thì mình nên thay, mình dùng những cái máy trụ hay là những cái máy may mà để thay cái chân vịt bánh xe á. Mình thay cái chân vịt bánh xe vô mình may. Rồi đó là lúa mai xong rồi. Vậy thì lúa tạm dừng video tại đây nhé. Thì trước khi kết thúc video thì lúa muốn nhắc lại cái số điện thoại Zalo của lúa là 0911726905. Mọi người nhớ lưu lại, biết đâu có một lúc nào đó sẽ cần đến hai lúa. Thì nhiều người không có, chỉ có biết xài nhưng mà không có biết cách bảo dưỡng và cái cách xài đúng như thế nào, dẫn đến là cho dù là mua cái máy mắc tiền, dẫn đến là mua cái máy mắc tiền cỡ nào đi nữa thì mình xài nó vẫn không có ngon, không có tốt. Thì video này hai lúa góp ý một chút xíu về cái cách sử dụng đúng và bảo dưỡng đúng. Thì cái máy bước đó, ví dụ như cái máy bước thì nó cũng bơm dầu giống như cái máy may công nghiệp bình thường, nó vẫn có bơm dầu đàng hoàng đó. Thì bên cạnh đó nó có thêm cái bộ phận trợ lực, cái bộ phận trợ lực để mình may cái hàng dày cho nó tốt đó. Thì cái bộ phận trợ lực nó không có được bơm dầu để nuôi đó. Bộ phận trợ lực là cái này nè. Đó, thì ở mỗi một cái khớp như thế này nó đều có một cái lỗ, thấy chưa? Đó, mỗi một cái khớp chuyển động là nó đều có một cái lỗ. Đó, người ta thiết kế cho mình một cái lỗ để làm chi? Để mình nhỏ dầu vô đây thường xuyên. Ngày nào ví dụ như là mở mắt ra sáng chuẩn bị làm việc là mình cứ nhỏ dầu vô đây đi. Đó, nhỏ dầu vô đây, nhỏ dầu vô, nhỏ dầu vô. Thì nhỏ dầu, ví dụ như mình nhỏ là mình nhỏ nó vừa đầy cái lỗ này thôi. Xong rồi mình may khoảng chừng dài đoạn, mình thấy dầu nó tuột xuống mình lại nhỏ. Và làm như vậy chăm đúng 3 lần. Có nghĩa là khi buổi sáng ngồi vô máy đó, mình nhỏ mỗi lỗ mỗi dọn. Khi mà mình may rồi cái dầu nó rút xuống, nó thấm vô trong khớp á, thì mình nhỏ khoảng chừng 3 giọt, 3 lần như vậy. Rồi những cái khớp này cũng vậy nè, ở đây nè, ở đây nó có cái lỗ nè, thấy không? Đó, đây cũng có cái lỗ nè. Rồi mấy cái khớp này cũng vậy, ở dưới này nó cũng có nè. Đó, dưới này nó cũng có nè. Nói chung là chỗ nào người ta đục một cái lỗ để cho mình nhỏ dầu đó. Rồi những cái khớp chuyển động nè, đây nè, tất cả đều là có lỗ hết để mình bơm dầu vô đó. Thì mình xài như vậy á thì những cái khớp này nó mới bền và nó trơn nhẹ, nó làm cho cái máy nó nhẹ, đã gọi là bộ phận trợ lực mà chính bản thân của nó bị rít, nó không chạy nổi thì nó tệ hại thêm, chứ nó đâu có trợ lực cái gì đâu đó. Cho nên cái máy bước á, cái này đời mới thì lúa chưa thấy, nhưng mà đa số những cái phần lớn những cái máy bước á, thì cái bộ phận trợ lực này nó đều là do mình chăm dầu bằng tay hết đó. Cho nên phải chịu khó chăm dầu thường xuyên. Cứ đầu ngày mọi người ngồi vô máy thì chăm cho lúa mấy giọt dầu, 3 lần, chăm 3 lần, mỗi lần một giọt vô lỗ. Rồi mình may một đoạn hoặc dài đường gì đó, mình may dài đường cái dầu nó thấm xuống, nó rút xuống hết, thì mình lại nhỏ vô cho nó đầy lỗ, mà làm 3 lần như vậy, nhớ nha. Thì những cái bộ phận, những cái khớp của cái bộ phận trợ lực như thế này nè,
thì nó hoạt động luôn luôn tốt. Mọi người có thể cày ngày cày đêm không có vấn đề gì hết nha. Rồi hai lúa chỉ có bấy nhiêu lời góp ý với mọi người thôi ha. Hai lúa kính chào tạm biệt mọi người.